Người phụ nữ này là người thân của nữ sinh Trần Thúy Hiền, 18 tuổi, ở xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, đang học năm thứ nhất Học viện Ngân hàng. Sau những ngày mệt mỏi tìm kiếm trong vô vọng, người thân của nữ sinh khóc ngất khi thấy thi thể của nữ sinh. Bà được đưa vào trụ sở Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Trãi chăm sóc. Trưa 27 tháng 10 năm 2020, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an thành phố Hà Nội đang tổ chức truy bắt Nguyễn Văn Quân, 37 tuổi, ở xã Quốc Động, huyện Thường Tín. Quân là nghi phạm liên quan đến vụ sát hại, cướp tài sản của nữ sinh Hiền. Theo Đại tá Tùng, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nữ sinh cách hiện trường khoảng 5 km, xuôi về hạ lưu và đang tổ chức đưa về bệnh viện để làm các thủ tục pháp y, phục vụ điều tra. Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 27 tháng 10, rất nhiều người đã có mặt tại khu vực tìm thấy thi thể nữ sinh để chia buồn cùng gia đình và theo dõi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Trước đó, khoảng 2 giờ sáng 24 tháng 10, Công an huyện Thường Tín nhận được đơn trình báo từ gia đình về việc nữ sinh Hiền mất tích từ tối 23 tháng 10. Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thường Tín đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra truy tìm. Ngày 26 tháng 10, cơ quan điều tra đã xác định Nguyễn Xuân Trung, 35 tuổi, ở xã Văn Phú, huyện Thường Tín, là nghi phạm chính trong vụ án. Bước đầu, Trung khai nhận chiều 23 tháng 10, Trung rủ Quân là bạn nghiện cùng đi trộm cắp tài sản. Sau khi lấy được bộ cốp pha tại một công trình xây dựng trên địa bàn xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, Trung và Quân đi tìm nơi tiêu thụ thì thấy Hiền đang đứng bên bờ sông nghe điện thoại, đã nảy sinh ý đồ xấu. Trung bàn với Quân về việc cướp điện thoại của nữ sinh và chính Trung đã ra tay sát hại rồi đẩy nạn nhân xuống sông Nhuệ để cướp tài sản. Sau khi Trung bị bắt, Quân đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Công an thành phố Hà Nội đang tổ chức truy bắt nghi phạm này để điều tra làm rõ vụ án. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.